xuống. Rất là bạ luôn mà. Ôi, đêm quay qua cái máy quay qua thấy mặt hết hồn luôn. Đau. Bây giờ đang rất là lạnh, phải đeo bao tay vô, lạnh âm 2 độ luôn, cứng hết cái tay luôn, phải đeo khẩu trang cho nó đỡ lạnh nữa mọi người ơi. Tên nội cái lỗ mũi muốn đông băng luôn á. Mọi người ơi, bây giờ cá chi gia đình cá sẽ về khách sạn. Thuê rất là đẹp nha các. Các đừng ngạc nhiên nha. Đẹp lắm á. Thiệt không? Thì không đẹp là bỏ ra về luôn. Đẹp hơn nhà lần trước luôn. Nhà của mình đây. Nhà mình là nhìn xuống đây nha. Đúng không? Chỗ nó gần bằng con luôn á. Cái dấu gì đâu mẹ. Ủa đây là bao nhiêu ngày Thư? Cái biết bao nhiêu một ngày ở đây không? 3-4 triệu. À quá, ta đã về tới nhà rồi. Ta đã tới Hàn Quốc rồi. Đây là căn phòng của mình. Đẹp ngủ. Đúng. Đắp mặt nạ luôn mà. Trời ơi, đắp mặt nạ hay là đắp bột? Đắp mặt nạ. Cái này mặt nạ hay bột? Mặt nạ. Đâu lại rồi cái coi. Ôi chị đi qua thấy mặt hết hồn luôn. Tháo ra nha, đắp mặt nạ xong rồi đắp. Thôi để cho nó khô khô tí đi. Nhưng mà đắp mặt nạ có công dụng gì? Đẹp nha. Rồi sao nữa? Ngăn ngừa mụn gì không? Có giảm cân không? Có tăng chiều cao không? Có chống béo phì không? Thông minh không? Nhưng mà ở này cắt lấy của ai vậy? Của con, mẹ mua cho con. Sản phẩm này có bán ở Chuchu Food Mart không? Dạ không. Có không? Mẹ không. Này mua ở đâu? Hàn Quốc. Bây giờ các đang ở đâu? Hàn Quốc. Lạnh bao nhiêu độ nè? Không được. Thì sao không mặc áo ấm gì hết vậy? Trong nhà. À, nhà có lò sưởi hả? Hồi nãy ra ngoài đường lạnh cái mặt cá làm sao, cái tay cá làm sao? Có đăng ký kênh chắc tất không à. Bye bye. Bye bye. Thấy da mặt mình sao? Con thấy láng thì da con nó láng sẵn rồi con, chứ không biết là đắp mặt nạ nó có láng không nè. Chơi thôi. Rồi, đúng quá. Ủa, em kìa.
cái giai đoạn mà mọi người rất là mong chờ thử coi mình nếm cái vị này như thế nào. Mọi người biết không, khi ăn món ăn ở Hàn Quốc mà mình thấy nước rồi cũng như vậy á, mình ăn vô á, thật sự là nó không có nóng. Tại vì bình thường bây giờ nhiệt độ ngoài đã đạt ấm độ rồi. Nên mình đã thử không nóng, hút người trong chảo ra luôn ha. Wow, cái nước rất là đậm, phải nói là đậm mà đậm thiệt, đậm luôn, đậm đà luôn á. Quéo luôn hả? Quéo ngon luôn. Nè, hút cái bơ nè. Thì bơ chi bản thân nó rất là nóng lòng. Rất là hợp khẩu vị của người Việt Nam, và đặc biệt ai thích ăn chi rất là ngon. Béo là ăn cái chân gà. Chân gà, tất cả chân gà đã được hút xương rồi. Ngon quá mọi người ơi, chân gà rất ngon. Người Việt Nam cũng thích ăn chân gà nữa. Nấp thịt luôn mà. Ủa, con gái giờ thêm miếng gà nữa. Miếng heo, thịt heo. Trời ơi, mà hơi dầu mỡ. Oh no 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 no. Cảm ơn nhiều rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Giờ mình ăn, chút nữa mình cho các bạn coi tiếp. Chịu đâu. Cái này giống như chả cá. Nói chung quán này à, 9 trên 10 điểm. À, chỉ một cây dâu nữa. Thấy cát, thưa ăn gì? Không, không ăn. Anh hết. Dâu luôn. Rồi, của cát này. Té rồi. Té. Té hả? Sao vậy? Đau không? Bước hụt. Phải dừng rớt nha. Không ok. Con nắm luôn ngón tay của ba rồi. Ok. Mẹ lấy tóc ra giùm con. Ăn một cục đi. Sao? Không sợ mập hả? Không có sợ mập. Sợ mập ăn mà ăn chi à? Dâu rất là ngon. Dâu ngào đường 10.000. Và nó cái trái nó không có bự bằng mình ăn. Cắn người không con? Lạnh lắm. Thôi mẹ ăn giùm con. Ủa không ăn hả? Nhớ like, share, đăng ký kênh Cá Cá Thao nha, nhấn chuông. Bye.